Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình Kể Chuyện Ma của Tân ngày hôm nay nha. Ngày cuối tuần, câu chuyện ngày hôm qua gây tranh cãi kinh hồn luôn. Quá nhiều người kích động, nghe nhưng không hiểu. Sau đó vào phỉ báng, chửi, mà chửi quá trời chửi luôn. Nói mình giống như là không hiểu gì về đạo Phật. Rồi cả cuộc đời là chỉ kể những câu chuyện tâm linh xàm. Thì thật ra mà nói đó, những người đó đều tự xưng mình là đệ tử một thầy nào đó. Và binh thầy của mình là một người tu hành, nhưng mà có thể dùng những cái niệm pháp của đạo Phật để mà trừ ma diệt quỷ. Thì bạn hiểu không? Khi mà mình làm cái điều đó đó, thì mình đã chứng minh một chuyện. Thầy của bạn thì Tân không dám nói tới, nhưng bạn là một người tu chưa tới. Đạo Phật khó lắm. Khi mà mình vào tu, mình không có được sân si. Thầy của bạn dạy bạn như thế nào Tân không biết, nhưng mà bạn đã vào sân si một cách rất kích động. Có rất nhiều người vô góp ý. Người ta góp ý một tràng dài luôn. Mà Tân cảm ơn, Tân nhắn cảm ơn bạn đã góp ý. Thậm chí có những chị cũng rất là kích động. Các chị, tại vì thường phụ nữ tin Phật Pháp rất là nhiều. Khi các chị nghe chưa hiểu thì có vô bình luận, Tân thả tim. Tại vì Tân sẽ giải thích cái chuyện này dài dài. Cái Tân muốn nói ở đây không phải là Tân xem thường những người thầy tu hành hay là Phật Pháp. Tân đề cao Phật Pháp đó chứ. Tân đang đề cao Phật Pháp rất cao. Nhưng mà những người theo đạo Phật, bạn phải hiểu một chuyện. Họ không có đề cao sự sát sanh. Cho nên khi mà mình muốn trừ ma diệt quỷ, bạn hiểu từ diệt không? Trừ và diệt không? Đó là mình phải sát sanh linh hồn của những cái người mà họ không có chịu về địa phủ, mà họ đang lưu lạc trong nhân gian để hại con người. Thì đạo giáo xuất thân là những vị thần tiên, thì họ rất gần với đời sống con người. Thì từ đó họ dùng cái thần khí của họ để họ tiêu diệt. Chỉ là một cái từ nói để bạn hiểu sâu xa hơn. Có những thứ buộc phải diệt. Ở đây bạn có coi phim Tây Du Ký không? Ai cũng coi đúng không? Thì Đường Tam Tạng là một trong những vị sư. Nếu như không muốn nói là đạo rất cao, nhưng tại sao đi thỉnh kinh phải nhờ có Tề Thiên Đại Thánh, Chư Bát Giới, Đường Tăng? Xuất thân của họ là ai bạn biết rồi. Yêu tinh. Đúng không? Yêu tinh. Riêng Chư Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Sói, nhưng làm sao? Yêu Hằng Nga, đâm ra mới bị đài xuống để cùng với lại Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Tại vì Đường Tam Tạng không thể sát sanh. Trên đường đi có rất nhiều yêu ma. Thì bạn thấy ai là người làm cái chuyện tiêu diệt đó? Chính là Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Sói, Sa Ngộ Tịnh. Thật ra thì nếu bạn thật sự là một người có nghiên cứu, tôi không nói mình là người tu cao hay không cao, tại tôi không có tu. Nhưng nếu thật sự có nghiên cứu, bạn để ý, bạn sẽ thấy sát sanh không có nằm trong đạo Phật, không được sát sanh. Cho nên trừ ma diệt quỷ là một hành động sát sanh đó. Thì đạo giáo sẽ phù hợp hơn. Cái đây Tân muốn nói giống như là mình cháy nhà gọi 114, chứ đừng có gọi 113. Để chi? Để mình tìm cái con đường mình giúp cho bản thân mình sớm nhất có thể. Chứ Tân không hề phản bác bất cứ gì liên quan đến đạo Phật hết. Mà Tân rất sùng bái, thậm chí Tân xem đạo Phật rất cao. Thì có một cái nhân duyên, tại nhiều bạn nói là bản thân có thầy hay là thật sự ra thầy ai cũng có, còn hiểu về đạo Phật hay không, bây giờ Tân cho các bạn xem. Với lại sẵn có một cái chị vào trong cái fanpage của Tân, chị mới nói rằng là đi buôn bán, đặc biệt là nhang, đừng có để từ là horror, là kinh dị, làm nó không hay. Thật ra một cái từ đó nó không có nói lên bất cứ điều gì hết.
buôn bán đầu tiên là cái chất lượng cái đã. Tân Lê Horegrip là một cái thương hiệu được đăng ký bản quyền để kinh doanh và bán hàng. Còn cái chuyện mà về hay hay không hay là tùy theo nhận thức của mỗi người. Thì hôm nay tự nhiên có cái nhân duyên, hôm qua kể câu chuyện gây tranh cãi, thì hôm nay sẵn Tân cho các bạn xem, các bạn biết là Tân có xem thường Phật giáo hay không. Thì hoàn toàn là không. Thì đây là một cái cuốn, đúng ra thì Tân không có muốn xem, nhưng giống như nhân duyên thì phải coi. Là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, Muôn phương một con đường. Cái cuốn này là đầu năm hay là khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó, là một sư thầy đã nhờ bên Tân thiết kế lên trang giùm. Và đây là một chuyện vô cùng bất ngờ. Mặc dù bên Tân đã nói là bên mình là kinh doanh, không có nhận thiết kế cho bất cứ nơi nào. Nhưng mà thầy nhờ và thầy chỉ có tin tưởng bên Tân làm thì thầy mới cho phép để cho ra cái cuốn kỷ yếu này. Thì bên Tân xu xếp thời gian để làm. Thì rốt cuộc là cái cuốn kỷ yếu của Phật học cũng ra được vào tháng 6 hay tháng 8 gì đó. Đó, đây là cái cuốn mà bên Tân làm. Nói về rất là nhiều cái của các thầy đó. Thì để Tân coi cho Tân cho các bạn xem. Ký ngày 9 tháng 8 2023, đăng ký vào ngày 1 tháng 6, nghĩa là trước đó là bên Tân đã phải làm cái này cho các thầy. Đây, bạn thấy không? Đó. Ngày 9 tháng 8. Cái câu chuyện đã đi qua lâu rồi và Tân chưa bao giờ Tân khoe mình đã làm gì cho các thầy. Tại vì đây là cái chuyện cá nhân của mình làm. Thì sẵn Tân cho bạn xem luôn, các thầy cũng không ngại. Để từ là team Tân Lê Horror. Bản thân những người tu học người ta không ngại. Thì những người mà chỉ biết về đạo Phật thôi chứ còn chưa hẳn đi tu, hiện tại đang ăn chay hay là ăn mặn cũng chưa biết, mà đi vô góp ý chi. Đây, dàn trang thiết kế, chỉ luôn cho bạn xem. Dàn trang thiết kế Tân Lê Horror. Làm cái cuốn. Thì các thầy là những người tu học người ta không ngại. Còn những người mà không tu một ngày nào, chỉ là mình có một hai người thầy giảng dạy mình cái cách sống thôi, mà mình chưa gọi là nghe hiểu đủ hết những gì các thầy của mình dạy, đã cố tình đi vô để mà thể hiện mình, cái đó tu chưa tới. Bạn hiểu không? Ma quỷ nó không có giống như cái chuyện mà chúng ta đang cãi nhau. Chúng ta là người, ai cũng muốn thể hiện cái sự quen biết, cái kiến thức của mình hết. Và ai cũng tôn sùng cái đạo giáo, thậm chí cái người thầy mình đi theo. Nhưng hãy tôn sùng trong cái sự hoan hỷ và hiểu biết, chứ không phải là xã đoàn, không phải là xã hội đen, không phải đó phải đại ca mình, mà đó là thầy. Còn ma quỷ nó không giống con người mình. Ma quỷ mình nó chỉ đợi những người theo chánh phái nhưng mà không có hiểu biết giống như vậy đó, để nó len lỏi vào cái tâm của bạn, người ta gọi là tâm ma, để mà nó phá các cái phái chánh đạo. Thí dụ như tại sao khi diệt ma quỷ phải nhờ người của thiên đình, cho đến khi mà hàng phục hết cỡ rồi không được, bao nhiêu các vị chư thần không được thì mới những vị Phật ta mới xuất hiện. Bạn mới hiểu là sát sanh không được. Khi mà người ta vô diệt những loại ma quỷ lớn đó, buộc là phải triệt tiêu nó. Chứ không có thể nào mà người ta để cho nó tồn tại rồi ngồi mà hướng niệm nó. Bạn hiểu không? Không thể nào mà ngồi mà giảng giải cho nó được, mà phải triệt tiêu nó. Nó là những giống ma quỷ rất là dữ. Lý do tại sao có nhiều người nói là khi mà mình gặp ma, mình đã có niệm Phật rồi, nhưng mà nó vẫn đi theo. Các bạn biết những loài ma quỷ dữ, bạn niệm đó là nó ngồi đối diện bạn, nó niệm lại y chang vậy luôn, mà nó còn niệm bằng tiếng Phạn nữa. Bạn gặp câu chuyện vậy bao giờ chưa? Chưa phải không? Thì hôm nay Tân kể cho các bạn. Câu chuyện hôm nay có thể dài, có thể ngắn, để bạn hiểu hơn về cái tâm của mình.
Ở đây không phải là người ta chê bất cứ nơi đâu, thậm chí Tân vẫn phục vụ cho Hội Phật giáo đàng hoàng. Nhưng mà Tân không có nói cho ai biết. Tại cái chuyện đó, nó không phải là cái chuyện đi khoe, nó là cái chuyện rất bình thường do cái sự việc ngày hôm qua buộc mình phải cho bạn coi thôi. Ha. Thì Tân nói bạn là ngày xưa đó, nó có một câu chuyện là ở Trung Quốc. Thì cái ông này đó, đêm á, ổng đi ra khỏi cái nhà của ổng đó, ổng đi đại tiện. Thì ổng nhìn thấy một cái dải lụa nó bay ngang khu rừng, cái nơi mà ổng đại tiện đó. Mà bạn biết người ta là người dùng đó, người ta biết cái dùng người ta không có ma. Nhưng mà tự nhiên trong đêm mà người ta nhìn thấy một cái dải lụa trắng nó bay như vậy đó, thì lập tức người ta sợ. Cái sợ đầu tiên là người ta sợ người giảng lai đi ngang dùng nó mà bị chết đó bạn. Hoặc là người trong làng có ai đó mất. À, người ta gọi là chết quan, chết bờ, chết bụi đó. Thì ông mới chạy về, ông báo cho người trong làng đi tìm. Thì khi mà người trong làng đi tìm á, thì tìm hoài không có ra được cái xác của ai hết. Tại cái quan niệm mà nhân gian của người ta thôi, cả của vùng miền thôi. Khi mà thấy cái hiện tượng lạ như giải hay là quần áo hay bóng ma đi trong rừng, thì xung quanh đó bán kính 10 dặm là cái xác nằm đó thôi. Nhưng mà tìm không ra. Thì lúc đó người ta mới cố gắng người ta đi đào tất cả những cái nơi có thể đào lên thì cũng không ra. Cho đến khi một cái đứa bé này mới có 4 tuổi thôi, đi theo nó chơi. Nó chơi thì tự nhiên nó đứng ngay cái gốc cây đó. Nó chỉ thì người ta mới thấy vậy, người ta vô người ta đào ra được một cái quan tài. Cái quan tài này là quan tài bằng gỗ, nhưng mà đóng bằng đinh sắt. Tổng cộng có 9 cây đinh. Thì Tân cũng nói cho các bạn hiểu, 9 cây đinh nó là 9 cách pháp bắt, pháp ứng của đạo gia. Thì chính vì vậy đây là quan tài chứng quỷ. À, nhưng mà thời điểm đó người ta biết cái quan tài vậy thì người ta đi báo cho chính quyền của Trung Quốc. Thì chính quyền đưa đội khảo cổ xuống coi thì nó là từ thời nhà Chu, nhà Thương. Mà người ta không biết tại sao lại đóng 9 cây đinh nhưng mà gỡ không ra. Bạn hiểu không? Gỡ không ra. Người ta đem về một cái doanh trại quân đội để đó, nhưng mà ta gỡ hoài gỡ không ra 9 cây đinh để coi cái xác bên trong là ai. Nhưng mà có một chuyện, hễ ban đêm là 9 cây đinh nó sẽ nóng. Nó nóng như ai đun trong lò lửa vậy đó. Thì người ta mới nghiên cứu như vậy các bạn. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, có người người ta tin, có người ta không tin. Nhưng mà cái quan tài nó không thể nào gỡ 9 cây đinh được. Thì người ta mới vận chuyển cái quan tài đó đi về Bắc Kinh để mà người ta làm việc. Thì trong quá trình vận chuyển đó thì người ta phải cho những người trong làng nhìn lần cuối. Bởi vì đó là lần đầu tiên cái làng này tìm được cái quan tài thời nhà Chu, nhà Thương. Thì khi mà để trưng ra cho mọi người nhìn thì cũng chính cái đứa bé mà tìm ra cái hòm đó. Nó tới nó gỡ được cây đinh thứ 9 trên đầu. Và từ khi nó gỡ cây đinh nó là làng này gặp đủ thứ chuyện không may mắn mà cái hòm nó bưng không đi. Cái hòm nó bưng không đi luôn. Cái cây đinh nó giống như là đã gỡ ra rồi thì gắn vô lại bình thường thôi. Nhưng mà nó không còn chắc nữa. Còn cái đứa bé 4 tuổi đó, đêm nào nó cũng ngồi nó cũng niệm Phật hết. Mà nó niệm tiếng Phạn không mới ghê. Mà nó niệm đến đâu á, là gia đình nó đinh tai nhức óc và trong làng bắt đầu có những chuyện kỳ lạ xảy ra. Đâm ra người ta mới mời thầy là một vị sư xuống để xem con nó niệm cái gì. Thì khi vị sư đó xuống nghe thì đó là những bài kinh rất quen thuộc. Chỉ là không hiểu lý do tại sao những cái dòng đọc ra rất là đinh tai nhức óc. Và cái người mà mất trong làng á, kỳ lạ nó xảy ra rất là nhiều thời điểm đó. Cho nên thời điểm đó có nhiều người hỏi vị sư đó cách nào để mà chứng, nhưng mà vị đó không làm được. Vị đó không thể nào làm được và cũng không hiểu tại sao đứa bé nó bị như vậy. Thì người ta mới đi nhờ bên đạo gia qua. Thì một thầy cũng rất cao tay bên đạo gia đã qua người ta nhìn. Thì người ta biết là cái hòm này đóng 9 cây đinh là cái hòm chứa quỷ trong đó. Cái đinh thứ 9 rất quan trọng. Và cái đứa bé này nó có nhân duyên, nó mới gỡ ra được. Thì bây giờ trước hết là phải chứng yểm. Mà chứng yểm là phải sát sanh, sử dụng máu gà cộng với máu của người bên đạo gia đó, mới lấy lá phù quấn cây đinh nó đóng vô lại.
Thì khi mà quấn phù đóng vô lại cái đinh nó dính, nhưng đứa bé nó vẫn bức bình thường, thì lúc này bên đạo gia nó đã chứng rồi, thì khuyên là nếu đem về Bắc Kinh nghiên cứu thì cố gắng đừng bao giờ mở hòm, hãy nghiên cứu bên ngoài thôi. Thì những người ta cũng tin, chứ phải người ta không tin. Người bên đạo gia khuyên là nghiên cứu xong nên cho chôn lại, vì cái dông này bắt đầu nó đã hử được hơi người rồi, nó muốn trở về nhân gian rồi, nên chôn lại. Thì người ta đem về, người ta đã có nghiên cứu chụp lại hình các mặt hết, các lớp hết, mà người ta biết xác ở trong đó là xác của một nam một nữ. Sau đó người ta mang lại cái vùng này, người ta hạ, người ta chôn. Trong cái quá trình chôn đó, cái khoảng thời gian mà người ta nghiên cứu á, thì đứa bé nó vẫn điên điên khùng khùng mà đêm nào cũng đọc hết. Các bạn biết suốt khoảng thời gian đó, đạo gia và Phật gia phải giúp cho đứa bé đó rất là nhiều. Cái người đạo gia thì chứng nghiệm bên ngoài, còn cái người thầy sư đó phải chú niệm chung với nó, dùng những cái âm từ chú niệm đó để khiến cho ma quỷ nó xoay chuyển. Thì khi mà hạ cái huyệt chôn lại cái hòm đó đó, thì bắt đầu mọi việc nó mới đỡ đi. Thì bên đạo gia người ta chứng yểm lại từ đầu, và người trong vùng tuyệt đối không được tới gần cái vùng đó. Thì sau khi chứng xong hết rồi, sát sanh tất cả mọi thứ, con gà, những cái thứ mà máu gà hay là máu của chó đó, chó mực đó, để mà chứng yểm rồi, thì bên đạo gia người ta mới rút, để bên các bên Phật gia ta vào. Thì vị sư lập một cái đàn. Sau khi mà đạo giáo làm rồi thì vị sư mới lập một cái đàn. Cái đàn nó để giúp cho những cái con vật nó oán hận, bởi vì dùng thân xác của máu của nó, chánh khí của nó để diệt tà, để giúp cho chúng sanh khác, thì bên Phật tài giàu người ta mới giúp cho nó siêu sanh. Cho nên đó, là chánh phái người ta luôn hỗ trợ cho nhau, chứ không phải là bên nào trọng bên nào khinh. Không phải, chỉ là bạn hiểu là Phật giáo không sát sanh, nhưng mà thần tiên thì bạn phải coi lại. Nếu bạn có coi Mao Sơn đạo giáo, bạn thấy cầm cổ con gà cắt đi lập tức, đổ vô chén, sau đó lấy máu thầy pháp bỏ vô, mới sử dụng phù quấn vuốt lên kiếm đào chứng yểm. Chứ không có phải như mình đang suy nghĩ là đi ra ngồi đọc kinh kệ là ma quỷ nó đi. Khi bạn đọc nó ngồi nó nghe đó, nó nghe nó hiểu thì nó đi. Còn ví dụ tâm lực của bạn không bằng, sao tâm lực mình sao bằng thầy. Thí dụ người thầy sư đó, người ta đã xác định cả cuộc đời của người ta phổ độ chúng sinh, thì cái tâm của người ta rất là sáng. Các bạn thấy khi mà mình nói về hai bên như vậy, mình là người gánh chịu rất là nhiều lời chửi. Nhưng mà những người chửi đó có một ai là người đi tu không? Không. Đa số là những người có thầy ở đâu đó, nghe được một phần nào đó của Phật Pháp rồi nhảy vô binh. Trong khi người ta không hề phỉ báng, người ta chỉ nói rằng là nếu gặp ma quỷ dữ nên sử dụng phù thuật của đạo gia để chứng yểm hiệu quả hơn, vì bên đó có sát sanh. Bên Phật Pháp là khi xong hết rồi, mình mời một vị sư để giúp cho cái nghiệp chướng tiêu tan bằng những kinh kệ nhiệm màu. Bình thường mình có thể đọc chú Đại Bi, đọc kinh Địa Tạng để giúp cho gia đình của mình tiêu trừ quán nghiệp. Nhưng mà mình đừng có ý niệm sát sanh ma quỷ, cái đó không có được. Các bạn đi vô chùa, bạn hỏi thầy coi là có sát sanh ma quỷ không? Không, đâu có được. Tại người ta vẫn là linh hồn, diệt là diệt. Thì đạo gia là cái người làm được cái chuyện đó. Cho nên bạn thấy từ cổ chí kim chiếu phim, cứ hễ mà phim mà về diệt ma quỷ đều bận đồ bên đạo gia hết. Còn một cái vị sư mà giết yêu tinh này nọ là vị sư đó đã rất mạnh rồi. Người đó là một người đã sử dụng những phù chú rất là cổ xưa rồi. Bây giờ làm gì còn nữa. Bạn coi phim bạn thấy mà, đường tâm tạng đâu có thể nào sát sanh. Yêu tinh bắt là chỉ có niệm Phật thôi. Nếu mà có làm gì thì chấp nhận là cứ niệm Phật thôi. Còn lại đệ tử giải quyết. Mà thấy ngộ không không? Vừa đụng là trụng liền. Cho nên khi mà mình bị những chuyện tâm linh, tại vì rất nhiều người vô hỏi tân làm cách nào để mà tìm thầy, thì mình đang nói đó.
Nếu như mà tiêu trừ quán nghiệp, giúp cho nhà sạch sẽ thì mình có thể mời một vị sư, nếu mình là người bên đạo Phật. Nhưng nếu như lỡ mình đi đêm đi hôm, hoặc mình lỡ làm gì đó mình bị ma quỷ đi theo, nên sử dụng phù chú đạo gia để mà họ đưa ra cái giải pháp cho mình hiệu quả hơn. Chứ không có phải là mình chê đạo nào. Tân nói thiệt, khi mình nói ra cái điều này, thật ra bên đạo gia mình cũng gặp rất là nhiều, bên Phật giáo mình cũng gặp rất là nhiều. Ở đây là một nhân viên mà Tân không tìm tới nè, Tân không hề tìm tới luôn. Muôn phương một con đường, trăm sông về một biển, biển dung nạp trong sông mà trở nên rộng lớn. Câu này khá là hay nè, đây là lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên mình mở ra cái cuốn sách này bên Phật giáo để mình coi. Chùa Phật Ân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây, các thầy, mình cũng làm cho các thầy đây, rất là nhiều luôn. Nhưng mà thật sự ra mình cũng chưa gặp thầy nào ở trong cái cuốn này, cũng như các thầy ở Hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang là Tân chưa có gặp. Tân chỉ có giúp qua nhắn tin và lên trang rồi đưa xuất bản giùm cho các thầy, bị Tân cũng bận. Thì qua cái tập ngày hôm nay, thật sự nó cũng không phải là một tập ma hoàn chỉnh, chỉ là một lời giải thích cho các bạn hiểu. Tân không có chê bên nào hết. Ngoài ra tất cả các đạo thuộc về chánh phái Tân đều ủng hộ hết, Tân không có chê. Cho nên nếu ai đã tu thì tu cho tới, nghe thì nghe cho hết, hiểu thì hiểu tận cùng của chữ hiểu, thì mình hãy nhảy vào. Chứ còn mà mình làm bậy, mất mặt mình mà mất mặt thầy của mình. Như hôm qua Tân blog một số người. Thứ nhất là vô minh, đã có thầy hướng dẫn rồi mà nghe không hiểu được. Người ta đang nói chuyện tâm linh. Trong cái tâm linh của Tân kể, nó rất là rộng và nó bao hàm nhiều thứ. Trong số những thứ đó có những người gặp ma quỷ mà rất là nặng. Nặng đến mức mà không thể nào mà chữa được. Một phần là nhân duyên nghiệp chướng, một phần là người ta gây ra cái nghiệp đó. Thì để mà tiêu diệt tận gốc á, là chỉ có diệt thôi, không thể nào mà giúp cho nó hồi hướng được. Thì mình khuyên nên dùng phù thuật của đạo giáo để mà chứng yểm tận gốc. Còn khi mà mình chứng yểm rồi, mình muốn mọi thứ nó bình an hơn, mình muốn mọi thứ là thương lượng được hơn, thì hãy dùng cái kinh kệ tâm của người học Phật để giúp cho mọi thứ bình an. Chứ Tân đâu có chê đâu. Trời ơi, mới nghe có câu chuyện, có hỏi bạn chứ 26 phút, 30 phút làm sao nói hết được cái dụng ý của mình. Mà chưa gì vô chửi quá trời chửi luôn, mà cũng chính vì chửi mới PR được cho cũng Hội Phật giáo Việt Nam giải tỉnh Tiền Giang. Thực ra sẵn cái tập ngày hôm nay thì nếu như thầy có coi đó, hoặc là các thầy có coi thì con nhận được và con giữ rất là kỹ. Con để ở ngay cái tủ sách mà con quý nhất. Tại vì nhiều khi mấy thầy thấy con bận cho nên nhiều thầy cũng không có dám nhắn tin nhiều hỏi. Tại vì thầy cũng dễ thương lắm. Thầy sợ là làm mất thời gian của team. Đó. Mà thật sự này Tân nói thiệt. Đây chia sẻ thiệt luôn. Con cũng bất ngờ khi mà thầy dám để cái từ là dàn trang và thiết kế team Tân Lê Horror. Nó quá là hiện đại. Thật sự là cuộc đời mình cũng chưa bao giờ mà mình làm cái cuốn như vậy trong đời mình. Chưa bao giờ mình nghĩ tới luôn á. Hôm nay có cái dịp qua con bị chửi quá đó, con mới mang ra khoe. Mà có cái dịp ngồi đọc cho các bạn thấy. Mà mấy thầy chụp hình quá đẹp. Nếu như có cái dịp nào đó có thể thì con xin phép được về chùa để thăm thầy cũng như là thăm mọi người ở đây. Chứ còn giúp mọi người làm mà đến giờ cũng chưa có dịp nào nhìn thấy được cái người mình giúp luôn. Nghĩa là Tân cũng chưa thấy gương mặt của thầy như thế nào nữa.
Tôi nghĩ đó là những nhân viên của Tân là thu xếp thời gian để giúp cho các thầy thôi, chứ Tân cũng chưa có dịp gặp được thầy ở bên ngoài nữa. Thôi thì sẵn dịp hôm nay thì xin phép mượn thầy để mượn cuốn sách của thầy, của các thầy, để mà nói cho các bạn biết Phật pháp ở trong tâm, đừng có sân si quá. Với lại á, Tân rất tôn trọng đạo Phật vì gia đình Tân đạo Phật không, nhưng mà trong quá trình mình làm ăn buôn bán á, mình vẫn còn tham sân si, mình vẫn muốn lợi nhuận, tại vì không ai mà chịu cực chịu khó làm ăn để mà mình nghèo hết. Người ta làm để thành công, để giàu có, để có được cơ đồ, thì đôi khi không tránh những tranh cãi, thì từ đó mới biết đến đạo gia. Sử dụng đạo gia không phải để trừ ma diệt quỷ không, mà học cái cách để nhìn người nữa, cái cách mà đối nhân xử thế nữa, để từ đó mà mình tìm cái phương án đó, mình tồn tại trong xã hội nó xoay dần chuyển thế. Xã hội bây giờ rất là phức tạp, nó không như đơn thuần như trước kia, cho nên mình nhờ những cái kiến thức của đạo gia để mà mình bố trí phong thủy, từ đó mình giúp cái công ty mình, cái cơ đồ mình nó rộng lớn hơn, nhưng trong tâm không bao giờ quên Phật pháp, luôn có một giới hạn là điểm dừng của mình, không hại người, không oán than người khác. Chứ còn để nói mà quán triệt được cái chuyện đó thì mình đi tu lâu rồi, chứ đâu có phải tồn tại cùng các bạn đi kiếm cơm hàng ngày đâu, đúng không? Nhiều khi mình còn tham sân si mà, cho nên bạn thông cảm giùm nha. Câu chuyện chỉ là câu chuyện, không có ý xúc phạm đến ai. Thì các bạn thấy sao về những gì Tân chia sẻ ngày hôm nay, cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn, cùng học hỏi về tâm linh. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye.